Alo alo. Chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái con game mà Nito Default Color Defend Color. Ok. Thì như trước mình đã hướng dẫn các bạn là tạo ra được cái màn như này rồi, đúng không? Cái màn chơi rồi. Thì ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để, có nghĩa là nó sẽ tạo ra được những cái màu kiểu màu gần gần giống nhau ấy, chứ không phải là chứ không phải hoàn toàn là khác nhau 100, không phải khác nhau kiểu giữa đỏ với xanh như kiểu này. Đấy, nó dựa dựa nhau tí. Thì cho mình một xíu. Đầu tiên mình phải cần lấy cái mã màu, kiểu những cái màu nó gần dựa dựa nhau trước đã. Mã màu. Tra cứu mã màu. Ok. Đây rồi đấy. Thì các bạn vào project nhá, trong cái file định nghĩa đấy, mình sẽ ở đây mình sẽ định nghĩa thêm nữa, mình sẽ định nghĩa thêm public public này, public string màu. Mình sẽ gọi cái màu nhiều, cái màu mà nó chiếm đa số ấy, cái màu chiếm đa số ấy, mình sẽ gọi là màu nhiều này. Đấy, màu nhiều đấy, bằng rỗng đi đấy, nó sẽ chứa một cái mã màu để mã màu mà nó chứa cái mã màu mà nó nhiều nhất, chiếm đa số đấy. Ví dụ mình chọn màu đỏ này. Tiếp đến nữa, một cái mã màu nữa mình sẽ ghi là màu ít đấy, màu ít này, IT màu ít. Mình sẽ chọn cái màu này đi, màu nhạt nhạt hơn xíu đi đấy. Ok chưa? Rồi sau đấy sang bên main activity nhá. Cái lúc mà chọn mã màu này, cái lúc truyền vào mã màu này, mình sẽ gọi cái thằng định nghĩa chấm màu nhiều đấy, còn cái màu ít thì đây đơn giản thôi, định nghĩa chấm màu ít. Rồi sau đó mình muốn run xem được cái gì rồi này. Rồi đây đấy, nó sẽ ra được cái màu như này đấy, sẽ có một màu khác rồi, tất cả các màu còn một màu khác, một màu ít và tất cả các màu khác ấy, nó ăn theo mã màu nhiều.